đi từ Indonesia thì Arabi Boy bóng chuyền sinh năm 2003 đã được tung vào sân. Arabi Boy thay thế cho rất tốt, 2-3 điều. Chúng ta cũng xem lại pha tấn công của Đài không qua được bóng chuyền Arabi Boy như chấm đơn của Ryan. Rất hay được lệnh trắng của số 3 Arabi Boy, sút bóng thứ 3 cho Indonesia trong trận đấu đầu tiên. Arabi Boy Zulfikri và cái tình hình sau cực kỳ uy lực của Arabi Boy muốn công cho Indonesia. Cú đập chiến thắng của Arabi Boy. Và vẫn còn cơ điểm cho Indonesia. Cú tấn công ở vị trí số 4 của Arabi Boy. Rất vừa tầm với cú kết thúc vừa rồi của số 3 Arabi Boy. 8-4 cho Indonesia. Bị pha lừa chắn. Cơ hội. Arabi Boy 12-6 cho Indonesia.